ăn chứ đấy. Buồn ngủ quá. 5 giờ sáng nữa nè. Mình bay 9-6 giờ sáng. Cha Sibi đang đi lấy đồ ăn. Bay 9-6 giờ cho nên 4 giờ ra sân bay ngồi rồi các bạn. Giờ đang ngồi trong phòng chờ. Ra đi ha. Bây giờ là đang ngồi trên chuyến bay của hãng ANA, bay 7 tiếng đi qua Nhật Bản các bạn ơi. Bây giờ là 6 giờ mấy sáng rồi đó. Sophie nổi ra luôn, Sophie thức sáng đi luôn rồi. Sophie biết đi về nổi á, Sophie thức sáng đi luôn. Chút tới 3 giờ sáng đi, đi ra sân bay 5 giờ, 6 giờ lên máy bay ngồi. Nhưng mà chắc một chút xíu nữa mà ngủ. Chút xíu nó ngủ nha. Bay 7 tiếng đi qua Nhật, xong rồi xuống bên Nhật. Nghỉ 2-3 tiếng nữa. Từ bay để đổ nha con. Mấy từ bay để đổ. Một lần bay nữa về Seattle 2 tiếng. 2 tiếng nữa bay về Seattle. Lấy hành lý xong rồi bay. Lấy hành lý xong rồi bay thêm một chuyến nữa về Seattle. Okay. Quay sân bay San Francisco cho cả nhà coi nha. Dạ. Sophie, where are you? Sophie, where are you? Oh, Sophie here. Nghỉ ở sân bay San Francisco được 2 tiếng các bạn. Thì bây giờ mình vô phòng chờ kiếm gì đó ăn tạm. Sophie. Mình ở đây mình nghỉ tạm 2 tiếng các bạn, rồi ăn tạm cái gì đó xong rồi chờ chuyến bay bay về Seattle. Chuyến bay lần này tụi mình sẽ đi là của hãng Qantas. Bay 2 tiếng về Seattle các nhà ơi. Bây giờ ngồi đây chờ. Chờ cho tới tới giờ bay. Rồi về 12 giờ trưa. Chào Sophie ơi. Chào cô chú đi, bên chào cô chú. Gửi hành lý xong rồi. Bây giờ tiếp tục chuyến bay đi Seattle. Two sweet corn and one potato. All right, would you like to get an original or spicy? Original, please. Anything else? Not today, thanks. I'll have it on my way, thank you.
Order KFC Visa kiểu Mỹ. Đó, đi lên đây rồi mình trả tiền mình lấy. Đây. Fabulous. Hey, mở số này về. Đi rửa xe. Ok, đi rửa xe nha cả nhà ơi. Đóng cửa lên đi ra đi ơi. Ok, đi rửa xe nha. Ok. What? You're not closed yet? The window. I don't know. Which one? Huh? Okay. Okay, alright. Rửa xe. Thưa về rửa xe nha Phi. Thì 3-4 tháng này về xe rất là dơ rồi, cho nên hôm nay sẽ đi rửa xe đây. Rửa xe này có 8 đô la thôi nha cả nhà. Rửa xe kiểu Mỹ nha. So we. Oh my god, are you close? You're so close, you know? Đi ra sân bay 9:06.
từ Nhật Bản thì mình nghĩ đó khoảng 2 đi qua San Francisco. Bay qua San Francisco là 10 tiếng, xong rồi ở bên đó khoảng tầm 2 tiếng các bạn, xong rồi bay tiếp 2 tiếng để về Seattle. Bay 2 tiếng về Seattle có nghĩa là một chặng bay rất là dài. Còn như trước đây thì mình bay hãng Viva đó thì đi qua bên Taipei, xong rồi từ Taipei mới đi thẳng về Seattle, nhưng mà lần này là bay 3 chặng, thời gian bay lại dài hơn. Đi qua đây thì mình không, tụi mình không có bị cách ly các bạn. Đi qua bên Mỹ thì không bị cách ly, nhưng chắc chắn một điều rằng sau một tuần rưỡi tụi mình về Singapore thì sẽ bị cách ly 14 ngày tại khách sạn đó. Tiếp đó thì mình sẽ quay tiếp lại cho cả nhà cùng xem nha. Và hiện tại bây giờ thì gia đình nhà mình let's go đi về nhà nội thôi. Sophie ơi, hả? Con đang đi đâu vậy? Đang đi nội á. À, đi về nội hả? Đang đi nhà. À, con đi shopping nữa hả? Đang. Yes. Snow. Snow? No. In the mountain. Yeah, I see in the mountain. Yeah. Chồng mình đang chỉ mình là trên núi có tuyết. Thì mình nhìn từ xa đó thì trên núi có tuyết, thì nhìn cái núi nó trắng đó, rất là đẹp. Núi tuyết mà, nhìn lên núi thấy núi tuyết trắng rất là đẹp cả nhà. Chị Phi ơi. Yeah. Are you happy? Happy. Happy. Con đang đi đâu vậy? Mommy, yeah. Về Randall. Giờ đem đến hả? Ok. Ok. Đây là vườn nho của ba chồng mình đó các bạn. À, cả nhà mời xem video của mình năm rồi ha. Mình có quay cái vườn nho của ba chồng mình. Thì năm nay đó thì hiện tại bây giờ đang là tháng 7 thì vườn nho nó chỉ mới có là như vậy thôi các bạn. Chưa chín chưa ăn được ha. Wow, đã chưa? Cái hôm mà mùa đông á các bạn thì biết không? Nó rụng lá hết trơn à, xong rồi nó chuỗi lũi nó như là chết vậy đó, nhưng mà nó không có chết nha. Xong rồi nó sẽ vào mùa xuân nó ra hoa, xong bây giờ thì nó ra trái rồi nè. Nó đã chưa cả nhà, quá trời luôn, nho xanh, nho xanh cả nhà ơi. Đó, bây giờ mình về Mỹ sớm quá thì mận á với lại nho nó chỉ mới là như vậy thôi, với lại mâm xôi đen ở ngoài đường á thì nó còn bông, với lại mâm xôi đen thì bây giờ nó cũng có cái trái, nó cũng màu xanh vậy, nó chưa chín. Ồ, cái vườn nho của ba quá trời luôn. Cái cây của nó rất là bự nha. Nó bò đó. Ờ ok, Sophie đi chơi flower đi. Này, cái vườn nho của bà chồng mình năm nay đây. Năm nay chắc là mình không có cơ hội được ăn rồi các bạn ơi. Bây giờ thì mình chỉ quay được cái vườn nho nó như vậy thôi. À, xin chào Sophie hả? À, xin chào Daddy. Sophie xin chào đi. Xin chào. Vô tay lên, vô tay xin chào đi. Xin chào. Không phía kìa. Vui không? Vui. À ha. Chào Sophie với ông nội. Sophie đang ngồi đằng kia nói chuyện. Hey. Hả? Nho nè Phia. Ờ, con nhớ hồi năm rồi mình hái nho mình ăn ở đây không? Ê, đồ đồ không có đụng vô nha con. Đụng vô sừng nó rụng á. Quá trời trái luôn. Quá trời trái luôn. Ê, từ từ té đi ơi. Này xong mình qua mình quay cây mận cho cả nhà coi nha. Cây mận trái nó cũng màu xanh. Trái nó cũng còn xanh lè hả cả nhà. Nó nhỏ xíu luôn. Trái gì nó cũng còn xanh lắm, nó chưa có chín à. Phải chứ nó hùm hùm mình ăn thử cũng được, giờ nó còn chín. Sống ngăn luôn. Đây, bây giờ mình quay cái vườn. Cái vườn nho nhỏ của ba chồng mình nha. Đây là peso. Cái này là peso là sao nó bị uống lá cho người ta. Đó, mấy cái cây này là cây tên gì không nhớ, không biết cả nhà ơi. Của Mỹ. Còn bên đây là salad. Đó, salad, salad sao ba ông chồng chung tùm lum tùm trời. Sao không bứng nó ra mà ông chồng nó chung vậy ta? Mình quay cây cà chua của ba chồng mình cho cả nhà coi nha. Đây. Bên đây có hai trái bự rồi nè. Đó, cái cây này cũng quá trời trái luôn. Wow. Ở trong này nữa nè cả nhà ơi. Trong này nữa nè. Đó, trời ơi nó còn đang ra, nó còn đang đậu trái rất là nhiều luôn các bạn. Trời ơi, trên này nè bông nè, quá trời bông. Nè đậu trái nè. Đó. Ơi, còn bên này là cà chua cherry. Cherry. Cherry tomato cherry hả chưa em? Đây, trên này nữa nè. Đậu trái nè ha. Ủa, trên này có nguyên đùm nè. Đó, nguyên cái đùm này nó đậu trái nè.
lạ chưa? Cái này đó nè, cái giường nó rất là nho nhỏ nhưng mà bên kia có quá trời đậu luôn. Để qua quay quay đậu cái nhà ơi. Đó, cà chua cherry chưa mấy đồ nè, bên đây nó nè, quá trời luôn, thích quá thích quá. Wow, qua đây mình quay đậu cho cả nhà coi nha. Đây đậu, đây đậu này là ăn được hết rồi nè. Trời ơi, wow, trời ơi quá trời luôn nè tụi chú ơi, quá trời đậu luôn. Wow, để mẹ sẽ đi mua thêm cái hạt giống đậu này về về bên Singapore mẹ chồng mới được. Wow, đã chưa, để mình vô mình hỏi bà chồng mình còn cái hạt giống này không, mình đem về xin mình chồng cả nhà ơi. Quá trời đậu luôn nè. Ừ trời, à đằng kia bà chồng mình đang tưới cỏ, cả nhà thấy không, nó xây qua xây lại đó, nó đang tưới cỏ. Ôi ôi cái này, wow, cái này là ăn được rồi nè. Quá trời luôn, quá trời luôn. Wow, xem nè, đã ghê chưa, đó nguyên một luống đậu của ba nè. À, nhìn nó này không thấy nha cả nhà, dạch cái tay nó ra vậy nè, dạch cái lá nó ra vậy nè là thấy quá trời luôn. Ê, quay quay cây mận cả nhà coi nha. Ơi trời đất ơi, quay cây mận cho cả nhà coi nha. Ơi cây mận ở nhà mình á nó cũng như vậy nè cả nhà, nó mới nó còn xanh lắm. Lại hái thử một trái ăn coi nó chua không. À cả nhà ơi, mình phát hiện ra là nhà của ba chồng mình có cây blueberry. Đây trái nè, thấy cưng chưa? Wow, đã quá. Đang tưới nè cả nhà. Đó, ba đang tưới cỏ đó. Nó bay qua bay lại rồi nó bay qua nó rồi, giờ mình chạy mình quay tiếp nha. Đây blueberry. Blueberry. Trời ơi trái bự quá trời luôn. Đó. Trái bự quá trời luôn Vi ơi. Hả? Trái bự quá trời luôn. Mẹ. Ờ trái bự lắm nè. Chị mua chị chạy chạy chạy. Rồi xong. Rồi xong nó quay qua. Rồi càng chạy quay tiếp. À, cây blueberry. Đã quá, ở trong này nó còn sống. Ở trong này cũng rất là nhiều trái cả nhà mà nó còn sống. Có ngoài này nó chín rồi nè. Đó, trời ơi cái vườn nhỏ nhỏ thấy cưng quá. Này ơi, mận nè cả nhà. Đó, mận nó bay lớn vậy đó. Nè quay cho cả nhà coi nè, mận đó, mận nó mới bay lớn vậy đó. Quá trời luôn cây mận, quá trời trái luôn cả nhà ơi. Mà mình đi bữa nay mình đi qua sớm quá cái nó chưa ăn được. Để mình ăn trái mình ăn thử chắc nó chua không ta. Hai trái ăn thử nha. Hai trái ăn thử. Ôi ôi trái nè. Mận ở nhà mình nó cũng bị lớn vậy đó. Ăn thử mới được. Hái một trái mận ăn thử xem nó chua không nha. Này. Trong nó có chua giống trái cà na không? Giống trái cà na mình nghĩ không nha. Mình ăn thử trái mận này coi. Đó. Ừ. Mùi nó chua. À. Nó chua kiểu này mấy bà bầu phái lắm nè. Chua mà nó thơm. Ừ. Wow, 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 quá trời đẹp luôn ơi. Hả? Ừ. Trời ơi cái cây này quá trời trái luôn cả nhà ơi. Nhìn thấy mê luôn á. Trời cái nhánh này nó quá trời trái luôn nè. Rồi xong. Rồi xong sao mà rồi xong con? Hư rồi nó rụng rồi đó, con đừng lộn ăn nha. Ở trong nhà có nguyên một hộp luôn á, đừng lộn ăn con. Ok. Ừ. Là mâm sôi đỏ ơi. Nó hái vậy á. Oh yeah, cái bông này đẹp quá hả? Wow, flower. Hey, lấy cái chân ra. Trời ơi, cái bông này đẹp quá hả? Flower. Đây mình quay cái mâm sôi đỏ nè, mâm sôi đỏ đẹp quá nè. Nè, mình đây à. Ờ, đây đây lại nó quay, đi đi ra đây. Trong này nữa nè. Đó. Bên này nữa nè. Wow, bên này nguyên đùm luôn nè kia. Ê ơi. À, đẹp ha. Đẹp quá. À, đẹp quá. Trong này nữa nè. Để chiều nay nói nha, chiều hay nay hay ngày mai gì nói daddy đi farm. Đi farm nặng hái cái mâm sôi đỏ. Trời ơi, ở trong nó quá trời luôn kìa. Ê
Ôi, nhiều lắm luôn á. Ok, đi. Mùa hè ở bên này bây giờ rất là đẹp các bạn. Hoa, trái cây thì rất là nhiều. Hiện tại thì mình đang quay ở xung quanh ở phía sau nhà. Xung quanh nhà của ba chồng mình có rất là nhiều hoa và trái cây. Mình quay lại cho cả nhà cùng xem ha. Video của mình thì xin tạm dừng tại đây cả nhà ơi. Hẹn cả nhà video tiếp theo. Xin cảm ơn cả nhà rất là nhiều và đã theo dõi video của mình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chúc cả nhà có một ngày thật là vui vẻ nha. Thank you.